Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Promoter. Và ngày hôm nay sẽ là số hỏi đáp thứ 14. Khi làm nội dung của số hỏi đáp ấy, mình cảm thấy hôm nay sẽ có một số câu hỏi tương đối thú vị. Và mình chắc chắn một điều là có những bạn đồng tính với mình hoặc có những bạn không đồng tính với mình. Tại sao á? Một chút là mình sẽ giải thích. Rồi, chúng ta sẽ vào câu hỏi đầu tiên của bạn Phùng Phạm. Cho mình hỏi một chút, mình đang dùng chip 3200G, main A320 cùng một thanh RAM 8GB, nhưng khi kiểm tra chỉ còn 6,9GB thôi, có phải thanh RAM của mình bị lỗi hay không? Không, thanh RAM của bạn hoàn toàn bình thường. Cái 1,1GB RAM mất đi của bạn ấy chính là để share cho card đồ họa tích hợp VGA3. Có thể một số bạn không biết hoặc là không để ý, thì đó khi sử dụng card đồ họa tích hợp đối với bên Intel thì card đồ họa tích hợp cần bao nhiêu RAM thì mới lấy bấy nhiêu của hệ thống. Còn với phía AMD thì sẽ ngược lại, khi các APU sẽ lấy luôn RAM để sẵn đấy, khi nào dùng thì nó sẽ lấy ra để dùng luôn, chứ không phải là dùng bao nhiêu lấy bấy nhiêu đâu. Thì thực ra đây chỉ là một tính năng thôi, mỗi hãng một kiểu, các bạn không phải lo nghĩ quá nhiều. À, và có một số thủ nhật nhỏ nhá, đối với những bạn nào mà chưa biết ấy, thì nếu như các bạn không mua card ngoài ấy, chỉ sử dụng card đồ họa tích hợp thôi ấy, thì hãy sử dụng 2 thanh RAM để kích hoạt tính năng dual channel thì sẽ có hiệu năng cải thiện đáng kể hơn rất nhiều khi so với single channel ấy. Thật đấy, mình không lừa các bạn đâu. Rồi, câu tiếp theo đến từ bạn Dung Hoãng. Cho mình hỏi một chút, TDP nghĩa là gì? Tại sao TDP AMD công bố thì luôn đúng còn Intel lại khác? Có phải chip AMD tốn điện hơn đối thủ không? Mong ad giải thích. Trước khi mình giải thích câu hỏi này thì chắc chắn sau khi mình trả lời xong thì sẽ có một số bạn đồng tình hoặc là không. Đấy, như mình nói ở đầu video ấy, bởi vì nó sẽ hơi khác một chút khi các bạn tra Google. Ý kiến các bạn như nào thì để lại dưới một bình luận nhé. TDP được viết tắt bởi cụm từ Thermal Power Design. Mình, cảm quan cá nhân của mình khi mình tham khảo và mình đọc ấy, mình sẽ hiểu là đây là công suất tỏa nhiệt tối đa của một CPU khi thực hiện một số các công việc, khối lượng công việc nào đó. Tức là nó không hề mang một ý nghĩa quy định tính toán như nào. Nên đôi khi các bạn lướt trên mạng ấy, hoặc là đọc các thông số thì TDP, cạnh cái cột TDP ấy, ví dụ nhá, bên phía Intel nó ghi TDP 65W, nhưng bên cạnh của TV sẽ có một cột config TDP nữa, nó sẽ ghi ở đấy cao hơn một chút, ví dụ khoảng 100W chẳng hạn. Đấy mình ví dụ nhá. Và cái lượng điện CPU tiêu thụ lúc hoạt động bình thường sẽ rất gần với CPU. Tức là như nào, ở đây mình đã có con CPU Core i7-9700, cái TDP theo trang chủ của Intel công bố đó chính là 65W, tức là CPU này sẽ tiêu thụ khoảng loanh quanh khoảng 65W cái lúc mà chỉ chạy 8 nhân ở xung nhịp 3.6GHz, kiểu như vậy ấy. Thì nên đôi khi các bạn sẽ hiểu hai cái thông số này là một thì cũng không sai đâu, nó cũng gọi là gần đúng ấy. Thực tế ra ấy, thì TDP nó không phản ánh đúng được total power hay mức điện CPU cần sử dụng là bao nhiêu. Thế còn đi cùng với TDP các bạn sẽ có max temp hay là tjun, tức là mức nhiệt tối đa mà CPU của bạn có thể hoạt động bình thường với các CPU đến từ Intel là 100 độ. Tức là khi vượt quá 100 độ ấy, CPU của bạn một là sẽ bị giảm hiệu năng, hai là các bạn sẽ xanh màn. Còn xanh màn hiếm khi xảy ra lắm, gần như chẳng bao giờ đâu. Và trên các CPU của Intel thường chỉ ghi chung chung. Đây nhá, lấy luôn con i7-9700 đi, 65W trên trang chủ ghi TDP là 65. Còn thực tế khi mình sử dụng ấy thì lượng điện tiêu thụ của nó hoàn toàn lên đến trên 100W, đúng không? Thì một số người mà kiểu không để ý, người ta nhìn qua và ui, CPU này có ăn có 65W đấy á, tiết kiệm điện thế, tiêu thụ ít điện thế, tản stock à, chắc vẫn dùng được đấy. Ok, bởi vì nó giống với Intel Core i5-9400F mà nó cũng ghi 65W. Và mình gặp rất nhiều các trường hợp ở một số các văn phòng ấy, họ trang bị CPU Core i7-9700 đây và họ có lắp tản stock. Đây, mình không lừa anh em đâu, mình bóc ra. Đây nhá, đây là hộp của i7-9700 nhá, bóc ra. Đây, vẫn là tản stock, nó rất bé luôn, mình không phải lừa anh em đâu. Thì thật ra Intel không hề lừa người dùng, mà các bạn đừng hiểu là ui, tại sao Intel lại công bố như vậy. Cái này ấy, do mình đã nói ngay ở đầu là nó không có kiểu cái quy định cụ thể nào cả. Intel quy định 65W đúng, chính xác CPU sẽ ăn 65W khi mà chỉ chạy mức dùng base clock thôi. Còn boost clock thì mỗi một CPU nó sẽ có mức điện khác nhau và nó sẽ khác rất nhiều khi so với vậy. Tuy nhiên cái điều này chỉ xảy ra ở dòng Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 dòng bình thường thôi. Còn đối với dòng cao cấp hơn một chút, ví dụ dòng Core X chẳng hạn, thì cái TDP ấy nó sẽ phản ánh gần như là chính xác nhất so với số lượng điện mà CPU cần thực tế cần sử dụng. Nên anh em không phải quá lo lắng về vấn đề này đâu. Còn bên phía AMD thì ngược lại một chút, mình không biết phải giải thích cụ thể với anh em như nào, nhưng mà cái số TDP mà CPU bên phía AMD cung cấp thì nó sẽ gần sát nhất với cái lượng điện mà CPU tiêu thụ kể cả khi boot lên. Thế nên là đôi khi anh em sẽ nghĩ là uầy, CPU Intel tiết kiệm điện thế, AMD tốn điện. Không, CPU của Intel không hề tiết kiệm điện và CPU của AMD cũng không hề tốn điện như anh em nghĩ. Cái mà bảo là AMD tốn điện đó chính là VGA, và nhân vật điển hình đó chính là R9 Fury X. Cái ngày xưa khi nó ra mắt mình cảm thấy gọi là kinh điển luôn đấy, khi mà phiên bản stock ấy đã trang bị tản nhiệt nước caster, à không phải, tản nhiệt all-in-one, nhầm. Các bạn phải hiểu nhé, các phiên bản stock của AMD nó chỉ dùng tản lồng sắc thôi, tuy nhiên với R9 Fury X ấy nó sử dụng cả, xem nào, để mình nhớ nào, tản nước all-in-one
một RAT 120 thì bạn biết nó nóng đến cỡ nào ở đấy. Đợt đấy là hoàn toàn có thể so sánh với GTX 980 Ti là mức nhiệt tỏa hóa lớn. Thì đấy, nói chung đấy là một cái lý do mà người ta bảo là AMD tốn điện. Còn bây giờ thì đỡ nhiều rồi, các phiên bản card đồ họa đến từ AMD, ví dụ nha RX 5600XT, các bạn thấy 2 cổng 8 pin, phiên bản MSI bạn thấy 2 cổng 8 pin bảo nóng. Thực ra nó có nóng đâu, các bạn hoạt động max công suất có hơn 60 độ thôi thì các bạn nóng ở đâu. Thì đây là một cái quan niệm ngày xưa mình thấy nó hơi sai lầm một chút. Bây giờ thì các bạn nên bỏ qua cái quan niệm đi, phải tìm tới một cái quan niệm nó mới hơn một chút nhá. Ok, thì cái lời giải thích vừa rồi của mình đúng không? Các bạn thấy không? Nó không giống với những gì các bạn tra Google. Các bạn tra Google, một số bạn hiểu ôi, TDP chính là mức điện tiêu thụ đúng không? Không, không phải nhá. Hãy nhớ rõ như này, cái TDP ấy nó chỉ phản ánh đúng một phần của CPU, mà khi CPU chỉ chạy tới mức độ chưa boot, tức là ở phản ánh chính xác một số công việc nào đó. Còn chính xác ấy mình hay gọi là total power hơn, đó toàn bộ các lượng điện mà CPU tiêu thụ được. Đấy, anh em chỉ hiểu đơn giản như vậy. Còn hãng không lừa anh em đâu, thật đấy. Chẳng qua là hãng không công bố là hãng sử dụng như nào thôi. Rồi, chuyển sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba của bạn Hiệp Trần: tản stock của AMD có tốt không ad? Mình muốn ép xung có phải thay tản không hay dùng tản stock đủ rồi? Đây, mình đã có một con 3600, ở đây mình sẽ lấy tản stock cho các bạn nhìn. Đây nhá. Đây, đã các đợi mình chút. Tản stock của AMD mới tinh luôn, con 3600. Đây, các bạn có thể nhìn đấy, đây là tản stock của con 3600. Nó tốt hơn rất nhiều khi so với tản stock đến từ phía Intel, mặc dù nó không phải loại dày đâu. Và mình xin khẳng định với anh em một điều như này, tản stock của bên phía AMD hoàn toàn có thể cầm xung stock, cầm xung boost hoàn toàn tốt. Anh em ví dụ nhá, con 3600 này xung boost của nó 4.2GHz trên toàn bộ 6 nhân, thì anh em hoàn toàn dùng tản stock mà không nhất thiết phải mua tản nhiệt rời. Tuy nhiên có một điều nó như này này, nó cầm tản stock rất tốt nhưng khi ép xung thì nó lại không chịu được, thành ra cái tản stock của AMD này nó dở ương ương ra. Bây giờ nhá, muốn ép xung đúng không, thay tản nhiệt rời thì lại phí tản stock, và giữ tản stock lại không ép xung được. Bên phía Intel thì ngược lại, cái tản stock bên phía Intel cầm xung stock thôi, nó còn chết lên chết xuống lên lên. Intel bảo luôn này, đấy, ông thích ép xuống gì, mua hẳn cái tản nhiệt, muốn hoạt động xịn nữa gì, mua hẳn cái tản nhiệt rời mà sử dụng. Đấy, cái kiểu như vậy. Ôi, câu hỏi của bạn Drop: i5-9400F với B450 có ổn hay không anh? i5-9400F vào B450 kiểu gì? i5-9400F nó bên phía Intel, còn B450 là của AMD. Cả hai cái là một cách, một phép thần kỳ nào đó bạn có thể lắp vào với nhau được. Bạn có thể lại dưới bình luận không? Có lẽ của bạn là i5-9400F với bên B360 hoặc B365 thì còn được, hoặc là Ryzen 5 với B450 thì còn được. Có lẽ bạn nhầm ở đây, bạn có thể bình luận lại được không? Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu khác của bạn Trung đi. Em dùng i5-9600K OC lên 4.9GHz mà CPU tận 81 độ thì có sao không anh? Em dùng tản nước All-in-One. Mình không rõ ở đây cái tản nước All-in-One của bạn như nào. Thôi mình cứ coi như cái tản nước All-in-One của bạn nó là dạng tầm trung đi. 6 nhân nhá, 4.9GHz, 81 độ, mình thấy là một mức nhiệt vô cùng lý tưởng. Ngày xưa mình sử dụng, mình có test qua một vài lần kiểu vui vui ấy. Mình thật ra mình không đăng clip đâu, mình test cho bản thân mình thôi. Đó là mình OC i9-9900K 8 nhân lên 5.0GHz, dùng tản nước All-in-One của Audus. Cái đợt đấy là con tản nước RAT 360 ấy. Và nhiệt độ của nó bạn biết bao nhiêu không? 100 độ, đấy, thế nên 6 nhân của bạn 4.9GHz 81 độ là mức nhiệt vô cùng lý tưởng và mát rồi đấy, thật đấy. Câu 6 của bạn Doran: em đang dùng laptop i3-3217U 8GB RAM, cả độ ạ Intel 4000, thế có yếu hay không? Thật ra là yếu hay không là do nhu cầu của bạn. Nếu như nhu cầu của bạn làm Word này, PowerPoint này, Excel hay thậm chí làm hẳn AutoCAD hoặc là Photoshop đời cũ ấy, thì chỉ cần có thêm một cái SSD là hoạt động vô cùng thoải mái rồi. Chứ còn không tin á, các bạn cứ thử đi. Ngày xưa mình còn vẽ AutoCAD đời 2007 trên con laptop nó cùi bắp mà kiểu vẫn làm phà luôn. Chứ còn nếu mà nhu cầu của bạn chơi game ấy thì thôi, bạn tha cho em đi, em nó không đủ sức để phục vụ bạn chơi game đâu, thật đấy. Ok, nếu như các bạn có câu hỏi nào hay hơn một chút đấy thì hãy để ngay dưới mục bình luận của video để chúng mình cùng nhau thảo luận nhé.